Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay sẽ là một trận Guild Wars với Full Moon. Và team đầu tiên bên địch có Baiken, Byzeria và Moonlight Mercedes. Thì mình sẽ đáp lại bằng Silas, Strip Buff. Sau đó sẽ là Oxlot đẩy Dizzy lên. Và Dizzy sẽ làm việc của Dizzy, hy vọng là làm được. Team thứ hai thì bên địch có Ran, Senja và Sahak. Thì mình cũng sẽ dùng Ran, hy vọng là sẽ outspeed. Và khi đó Izeria sẽ đặt bom. Và cuối cùng Baiken sẽ làm việc của Baiken. Rồi vô. Lâu lắm rồi mới được gặp những hero collab trong Guild Wars. Silas outspeed. Và bây giờ mình sẽ provoke Izeria luôn. I won't lose to anyone. Oxlot sẽ làm việc của Oxlot và sẽ búp Dizzy. Ok, búp Dizzy. Và Dizzy sẽ làm việc của Dizzy. Bên địch không hề... Ôi trời ơi, một khúc máu. Bên địch không hề có giải hiệu ứng là gần như lên đường rồi các bạn. Rồi bây giờ thì Lilias có thể đập Baiken. Ôi giời ạ. Tôi bên luôn. Ây, cái gì vậy? Sunday. À, không Sun cũng chả sao. Ừ. Ừ, tí máu. Team thứ hai, Ran outspeed. Hy vọng Ran sẽ đánh trúng hai đứa hệ đất. Vô chiêu cuối luôn. Mệt quá. Miss Zahak. Ừ. Đây, ăn bom này. Combo của Izeria. Ran Izeria chiếm spotlight. Bùm. Ôi giời ạ. Ôi giời ạ, sức mạnh của Baiken. Không. Ok. Ơi, team sau chắc sẽ chọn ok, chọn team phù hợp hơn. Ok, trận thứ hai các bạn có vẻ gặp một vài hero meta hơn một chút. Team đầu tiên bên địch có Rimuru, Vildred và Blion. Mình sẽ đáp lại bằng DZ làm nguồn sát thương chính, kèm với đó là Burgess support và Roana support. Với cái ý tưởng là Blion counter cùng với lại Ares thì Roana và Burgess sẽ đẩy combat readiness của DZ lên. Và chuyện còn lại thì để DZ xử lý. Hy vọng là xử được Rimuru. Rồi trận thứ hai là Silas, Rem và Moonlight Celine. Mình sẽ dùng Baiken làm sát thương chính, kèm với đó support là Silas và Flan. Hy vọng Silas này sẽ nhanh hơn Silas bên này và vào thôi. Rồi giống tự sát. Rimuru đi trước. Ôi chúa ơi. Đi búp. Ok. Tuyệt. Hay quá. Rồi anh em búp lên. Miss. Ui tuyệt vời. Các bạn thấy sức mạnh của DZ chưa? Búp bất tử cho team. Stun luôn. Rồi đây nè. Sao mọi thứ đứng yên vậy? Kỳ cục quá vậy. Stun. Ha. Được tắt. Tuyệt vời. Chết rồi, Rimuru nó búp hồi sinh lên. Thôi kệ tía nó đi. Ủa? À lúc Rimuru nhảy nội tại nó bị stun. Ờ thôi cũng được thôi. Đây bây giờ thì chết rồi, sắp hết đi búp. Miss. Làm tiếp đợt 2 không ta? Thôi từ từ đẩy tụi nó về. Đợt 2 để dành cho Vildred. No.
Ui da, hơi bị đau, Vào vóc đi. Tốt, Hảo cao tờ. Đây, view rẹt, ăn cái này đi. Rồi, mọi chuyện lại đâu vào đó. Ừ, cao tờ. Này thì cao tờ. Stun. À, miss. Ồ, thôi, stun Belion. Provoke. Miss. Yeah. Mũi đốt inox rồi. Belion đang bị stun. Bây giờ thì mình lại ủi tụi nó về. Mọi chuyện lại đâu vào đó thôi. Một đao. Lên đường rồi, bây giờ có một mình Belion. Trời ơi, lâu rồi mới có cảm giác bán hành cho Belion. Đã ghê. 5 minutes later. Rồi anh nè, kết thúc Belion. Tuyệt vời, hy vọng Baiken cũng tuyệt giống vậy được. Trận Baiken hơi bị căng một xíu. Chắc mình sẽ provoke Celine. Búp Baiken lên và Baiken sẽ tiêu diệt Rem, hy vọng là tiêu diệt được. Đây. Ôi giời ạ, cái này mà xài chiêu 3 cũng hơi tiếc ha. Chiêu 1 thôi. Lên được. Ui da, giờ phải xử Celine lẹ lẹ. Bị provoke rồi, Baiken bị provoke. Silas có chịu chưa? Thôi kệ. Để cho Flan hồi chiêu lẹ lẹ anh tí, để có thể búp được. Bây giờ cứ tập trung bắn Celine đi. Trời ơi, ngưng. Celine. Tốt. Không tốt tí nào. Chết rồi, búp Silas chạy lên kịp ta. Chết cha, không kịp. Thôi xong. Trời ơi. Bình tĩnh. Bây giờ làm cái gì đây ta? Vào vóc frame đi. Strip frame. Ý da, chết cha rồi. Blitz Silas. Ý trời ơi, Silas có strip. Vậy là có thể đánh được Silas bên này. Ừ thôi tiễn nó luôn. Ờ mà khủng quá ha. Đập rem đi. Hên quá, kéo được Baiken nó không là tiêu rồi. Rồi thôi tạm biệt. Ây da, căng quá ta. Lên đường cái. Ây da. Ây da chưa chết. Ahihi. Nhưng mà anh này có chết không ta? Rác. Không sao. Thương vong tối thiểu. Ok. Trời ơi căng thẳng quá Baiken ơi. Ok, và trận tiếp theo các bạn. Trận này thì theo mình nghĩ có vẻ hơi dễ hơn một chút. Với team đầu tiên thì có Silas,
Phone là Cecilia cùng với Charles thì mình sẽ dùng Rimuru kết hợp với Dizzy và Emilia. Hy vọng là Emilia sẽ đủ resist để mà có thể giải được hiệu ứng Silas. Rồi tiếp 2 thì có Vildred, Rem và Apocalypse Ravi. Thì ở đây không có hero chạy speed, cho nên mình nghĩ là với Flan và Oxlot thì sẽ đủ support được cho Baiken. Để coi coi chuyện gì có thể xảy ra được. Silas sẽ đi trước tất nhiên. 200 resist, 200 resist, 200 resist, niệm 3 lần. Niệm 3 lần, ok. Nhưng mà nhìn có vẻ cũng không ổn lắm ha. Tạm thời thì mình sẽ búp Dizzy lên trước. Dizzy sẽ làm trò của Dizzy tại bên địch không hề có immunity. Đây là cái yếu điểm rất là chí mạng khi mà đối đầu với Dizzy. Ok. Ồ, rồi đó, bây giờ cho tụi nó đi một đoạn. Elpris. Alo, miss. Rồi đó, tạm biệt Charles. Rồi, cho Charles đi luôn nè. Bum. Trời ơi, không crit. Ok, bình tĩnh. Bây giờ mình búp khiên cái nhẹ. Cecilia sẽ làm cái này. Charles sẽ búp attack lên. Alo, miss. Ôi trời đất ơi. Bình tĩnh Charles ơi là Charles. Hồi máu đi gì cái. Charles. Ủa cái gì vậy trời. Miss. No. Ôi trời ơi. Có khi nào tại Rimuru không crit không ta? Rimuru à, búp lên đi. Trời ơi, nó đang có cái debuff miss trên đầu á. Ok. Sao mà sống dai quá vậy không biết nữa. Alo, 200 resist. Yeah. Chết rồi. Sao đây ta? Ok, không sao. Đảm bảo là Charles chết. Rồi, vậy đi. Phá giáp luôn, tuyệt. Giải trừ attack ra. Ừ, 200 resist. Alo, 200. Rồi, đục. Resist. Lilias lên dĩa. Đó, thì nãy đến cho dậy đi, trời ơi, tốt hơn không? Trời ơi, tại sao cứ làm mọi thứ nó khó khăn quá chứ. Rimuru. À không, búp hả? Thôi, búp luôn. Cứ chờ Rimuru hồi chiêu cuối xong rồi chơi thôi chứ. Đánh vậy đâu có bể được cái khiên của Cecilia. Không bể được luôn. Cái này có vẻ hơi lâu các bạn ơi. Chắc là... Ý... Mất skill nullifier. Ờ, có vẻ hơi lâu thiệt á. Ú, 11.000. Tuyệt cú mèo. Burn lên. Lại thêm 11.000 máu. Vĩnh biệt. Ok, Rimuru kết thúc. Ừ. Hắc hỏa.
xong xuôi, Dizzy 100% tỷ lệ thắng nha các bạn. Qua trận thứ hai, không có immunity là tiêu với Flan rồi. Bài Ken. Rồi lên. Rem lên dĩa. Ravi. Này thì Ravi. Lên dĩa. Rồi tới luôn, tới công chuyện luôn. View the red. Trận cuối quá đẹp, quá thuận lợi cho Bài Ken rồi. Bài Ken 100% tỷ lệ thắng nha các bạn. Ok, và đó cũng chính là Guild Wars kỳ này với lại hai hero collab là Bài Ken và Dizzy. Đây là Dizzy các bạn, nếu các bạn coi video kỳ trước chắc các bạn cũng đã quen với start này rồi. Với cái start nó rất là phế vật như vậy nhưng mà cũng khá là mạnh đó. Nếu như bên team địch không có giải hiệu ứng thì các bạn như các bạn đã thấy Dizzy quăng cái chiêu 3 vô, chấp view red có gap luôn. Abitur view red đó, có búp, creator attack búp thì nó phàn chiêu 3 vô team mình thì vẫn như là mũi đốt inox thôi. Đó, thì đó là sức mạnh của Dizzy nếu như các bạn có thể gây được hiệu ứng xấu từ chiêu 3. Tiếp đến là Bài Ken thì cách build rất là đơn giản thôi các bạn, chủ yếu chú trọng vào sát thương thôi. 3.300 attack, 207 crit damage, 100% crit, 200 speed. Đó thì các bạn thấy nếu như mà phá giáp được á thì sát thương Bài Ken cũng khá là cao, nhưng mà tiếc là chưa có thể test Bài Ken trong trường hợp mà đánh mà không có phá giáp và mình dùng artifact là Wind Rider để mà có thể tắt lên, và đồng thời nếu như mà combo chiêu 2 giết được kẻ địch thì ngay lập tức lượt sau sẽ buff được thêm attack và có thể tiêu diệt luôn bằng cái chiêu 3 này. Đó thì đó chính là hai hero collab kỳ này, nói chung là cũng không đâm đầu vào mấy cái team quá sức meta để mà thất bại, không ý là cũng có chọn team rồi mới có thể chơi được, nhưng mà khi mà có thể dùng được á thì các bạn thấy sức mạnh nó cũng khá là hay. Và đó cũng chính là video Guild Wars ngày hôm nay với hai nhân vật collab. Hy vọng là các bạn sẽ có những phút giây giải trí và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.